Sự việc xảy ra trong gia đình ông Lưu tại thị trấn Phổ Lan Điếm, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Đối tượng là Tiểu Lưu, sinh năm 1988, trong gia đình mẹ mất từ sớm vì bệnh tim, bố thì mới nuôi một chú chó cưng và rất chiều chú chó của mình. Ông thường nhân lúc Tiểu Lưu không ở nhà thả rong để chó chạy khắp nhà. Bà ngoại Tiểu Lưu đã nhiều lần nhắc nhở nhưng không được. Hôm đó, vừa về đến nhà, Tiểu Lưu phát hiện bố lại thả chó ra ngoài, thậm chí còn để nó leo lên giường, tè bậy lên chăn gối. Quá bực, cậu ta liền về phòng lấy thanh kiếm thép đuổi chó xuống. Cũng chính vì điều này mà hai bố con nảy sinh cãi cọ. Trong lúc nổi nóng, ông Lưu thẳng tay đấm vào mặt con trai hai đấm, Tiểu Lưu lúc đó cũng thuận tay cầm kiếm đâm thẳng vào ngực bố mình. Sau khi bị đâm, ông Lưu cố gắng bỏ chạy trong khi con trai đuổi theo định dìu ông, nhưng bị ông gạt ra chạy về phòng rồi ngã ngay tại chỗ. Tiểu Lưu vội vàng gọi cấp cứu nhưng khi xe đến thì bố đã tử vong. Theo kết quả xét nghiệm pháp y, ông Lưu tử vong do bị dở tim. Án minh họa. Được biết so với bạn bè cùng trang lứa, Tiểu Lưu rất ít nói, đầu óc lại không được nhanh nhạy như người thường. Người thân và gia đình đều cho rằng cậu ta bị di truyền bệnh tâm thần từ mẹ mình. Bà Lưu vừa sinh Tiểu Lưu được 3 tháng thì mắc bệnh tâm thần và không lâu sau đó thì chết vì bệnh tim. Tại phiên tòa, tòa án cho rằng Tiểu Lưu cố ý gây thương tích cho người khác, dẫn đến một người tử vong. Hành vi này xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân, cấu thành tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, sự việc xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình, đồng thời nhận được sự tha thứ của người thân nên được xét giảm án. Một tuần sau đó, đối tượng bị tòa tuyên án phạt tù 10 năm vì tội cố ý gây thương tích. Theo Daily AM.